đi đá nóng nhá. Trước tiên là chúng ta sẽ giải cái khăn lên như thế này. Chúng ta sẽ lấy đá. Chỉ nếu như mà đá tròn thì chúng ta sẽ phải lấy hai viên tròn giống nhau. Còn nếu đá vuông chúng ta sẽ lấy hai viên vuông giống nhau. Nên mình sẽ lấy hai viên đá tròn để vào lòng bàn tay trước. Đầu tiên chúng ta sẽ đi ở cái chỗ vai khách. Ai mà bị tắc cái dây thần kinh ấy, đi đá nóng vào cái vai này rất là thích này. Chúng ta sẽ đi nhá, đi lần lượt này, đi vai này, đi lên tận sát với chân tóc. Sau đó chúng ta sẽ đi này, đi dọc hai bên xương sống lưng, đi xuống tận bên dưới mông, đi lên, đi ở cái phần chỗ lưng này, chỗ eo này, ngày nào sinh mổ xong rất là đau. Chúng ta sẽ đi ở hai cái bên nhá, vai xương và vai. Đi nằm đá ra miết này, đi ra đến cánh tay này, đi lên vai này, đi xuống mông này, hai viên đá đầu tiên là chúng ta sẽ để vào hai bên lòng bàn tay của khách. Tiếp theo mình sẽ lấy hai viên đá tiếp. Ở cái chỗ phần eo này của khách, ai mà sinh mổ ấy, người ta rất là đau mỏi cái chỗ này. Mình sẽ làm hai viên đá to dày này, vì cái giữ nhiệt của nó rất là lâu. Lúc đầu đi chúng ta cũng vẫn đi như này. Đi ở cái vai khách, lên sát chân tóc, đi ra vai, đi dọc hai bên xương sống lưng.
vừa xong là mình đã hướng dẫn các bạn cách massage đi đá ở trên lưng nhá. Sau đấy sau khi đi đá xong chúng ta sẽ đắp một cái khăn lên.